Ơi, nhà chị bán hàng là không mặc cả đâu. Với cả nữa là mặc cả một vài chục làm nghỉ gì. Để đấy chị chọn cho em những cái cây đẹp. Thứ nhất đây, chị cho quay cho em 4 cây, em lựa chọn cây nào thì em chọn. Gộc tỏ. Gộc tỏ kinh lên này, một cái tay của chị cấy mà không hết kín cái vòng của cái gốc của cái cây. Cây này thoát đẹp phết. Này, tán tròn. Xe xe. Nhiều cây xấu lắm, đây như này. Này, đấy chị có chọn cho em đâu. Cho nên là khách mà kiểu không đến được tận nơi ấy, để cho chị chọn cây thì không phải nói đâu. Ok chưa? Đây là cây đầu tiên nhá. Còn đây, đây là 3 cây nữa. Em nhìn này, gốc lúc nào nó cũng to. Đấy, em nhìn rất to luôn này. Đây này, vòng tay của chị bây giờ nó chỉ đến đây rồi. Đấy, mà tán lại đẹp. Đây nữa này. Gốc to choạc luôn. Đấy, em thấy vòng tay không thể nào vòng qua được. Đấy. Đẹp lắm em ạ. Tay chị nó còn chưa đến đâu này. Đây này, bắp mé này. Đấy, cây rất to, rất đẹp luôn. Bây giờ chị dặn như này, về ấy, những cái lá non như này, đợt này là coi như là hy sinh cái đợt lọc mới này đi. Em vắt cấu hết những cái ngọn này đi để cho nó tránh tránh mất nước em nhé. Đấy, hoặc không nữa thì là nếu mà em chốt cây xong ấy, trước khi chuyển thì chị cấu hết, xén hết những cái đấy cho em. Đấy. Còn đây chị chụp từng cây. Thứ nhất là nhà chị là làm ăn đàng hoàng, đảm bảo để khách mua rồi lần sau khách tin yêu khách lại mua hàng cho tiếp, nên là chị sẽ chụp cho em từ cây. Những cái cây này các cái gốc hình thù của nó khác nhau nên không thể nào mà kiểu dặn chọn được cái cây khác nó thi hệt được, nên là em về em sẽ đối chiếu em xem là chị chốt với em cây nào chị chuyển đúng cây đấy luôn. Đấy, 4 cây như thế em chọn cây nào em báo chị lại đi một cây nhá. Còn đâu nếu mà là chị thì cái cây này chị thích nhất này. Đấy, cái cây đây tán này tròn to đẹp, gốc thoát đẹp. Xong đây mấy cái cây này nữa thì chị sẽ chọn hai cây này em ạ, bởi vì cái cây kia gốc chạm chạm hai, cho nên là không kiểu hai cái cây nó ghép vào nhau không thích lắm, để cái gốc này nhá. Đấy là quan điểm của chị. Rồi em chốt cây nào em báo chị. Rồi, 3 cây em chọn nhá, chị đã quấn bọc cẩn thận rồi. Xong rồi chị đóng hàng rồi, chị gửi xong rồi có cái mã vận đơn chị gửi cho em. Chị cảm ơn em nhá.